Xin chào tất cả mọi người, tôi là Chu Nhất Trích, làm nghề lái xe. Một buổi tối nọ, ông chủ yêu cầu tôi giao hàng đến chợ Quan Tài. Tôi từ làng Mã Gia đi lên quốc lộ. Trên đường đi, tôi bỗng nhiên nhớ ra lần trước cũng đi con đường này. Bên lề đường, tôi nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy đỏ, vẫy tay với tôi. Thế nhưng khi vừa dừng xe, chợt phát hiện ra không có ai, tôi liền có chút sợ hãi. Khi tôi đang bị phân tâm bởi chuyện này, bỗng nhiên tôi cảm thấy có người dùng tay chọc vào sau gáy mình. Cái cảm giác này không giống với ảo giác, hơn nữa còn cảm nhận rõ có bàn tay sau gáy, có chút cảm giác lạnh lẽo. Tôi sợ đến mức không nói lên lời, bởi vì lái xe nên tôi không thể quay đầu lại nhìn. Bèn dựa vào trực giác của bản thân, nhìn lướt qua gương phía sau xe, giống như có người ngồi phía đằng sau tôi, khiến tôi sợ đến mức tim như muốn bay ra ngoài. Đi đúng cái kiểu gì thế hả? Ngay cả vô lăng cũng cầm không chắc, xem chút nữa là đụng trúng chiếc xe đi bên cạnh. Tôi phải kiểm soát lại cảm xúc của bản thân, để cho tâm trạng bình tĩnh lại. Đợi đến khi xung quanh không còn xe nữa, tôi liền chậm chậm quay đầu lại nhìn. Thế nhưng phía sau xe là chỗ trống không có người. Tôi nghĩ lẽ nào ban nãy là cảm giác do tôi tự tưởng tượng ra sao? Tôi cảm thấy hiện tại trên xe không chỉ có mình tôi, nhất định có thứ gì đó ở đằng sau xe. Chỉ có điều tôi bây giờ không còn dũng khí để quay đầu lại nhìn nữa, cũng không dám nhìn vào gương sau của xe nữa rồi. Tôi liên tục an ủi bản thân, chắc chắn là do tôi nghĩ ngợi lung tung. Một lúc sau, tôi lấy lại được trạng thái bình tĩnh ban đầu. Thế nhưng cái cảm giác có người ở đằng sau vẫn chưa biến mất. Lúc này tôi khẳng định đó không phải là ảo giác, liền đạp ga rất nhanh, muốn sớm thoát khỏi nơi quỷ quái này. Đúng lúc này, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một hình bóng cô gái. Tôi vội vàng phanh gấp lại. Tiêu rồi, đụng trúng người rồi. Tôi lập tức xuống xe xem tình hình, thế nhưng sau khi xuống xe lại không thấy bóng dáng người đâu. Ngay cả gầm xe cùng đều kiểm tra kỹ, quả thực là không hề có thứ gì. Chẳng nhẽ là do tôi hoa mắt sao? Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân không tỉnh táo, bèn lôi điện thoại ra gọi cho vợ, bảo vợ tôi đến thay tôi phân trần. Thế nhưng điện thoại không có tín hiệu, quả thật vô cùng kỳ lạ. Nhưng cũng may không đụng trúng người là tốt rồi. Sau đó liền quay lại trong xe khởi động xe lên. Có điều xe sau khi tắt máy liền nổ máy không lên nữa. Ngay cả đèn xe cũng không bật được. Lẽ nào bình điện của xe hết điện rồi? Như vậy gặp rắc rối to rồi. Có điều tôi mới đổi bình điện mới làm sao mà có thể hết điện được. Cứ coi như bình điện hết điện rồi, cũng không thể để bất lực như này. Tôi đành phải mở nắp động cơ xe ra kiểm tra. Nhưng khi tôi vừa mở nắp ra, tôi kinh ngạc phát hiện bình điện biến mất rồi. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trong lòng tôi có chút dự cảm chẳng lành. Tôi đóng nắp động cơ xe lại đứng ngây người trước cửa xe. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy trong xe hình như có bóng người, liền bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn. Tôi vội vã trốn ra đằng sau xe, trong đầu không ngừng niệm thần chú. Order pizza, cà phê trứng, thêm ly macchiato, cappuccino và bình minh hôn đôi môi em vị siro. Còn ly thủy tinh chai rượu vàng định vị làm sao được xa gần. Eiffel trên đỉnh em bao xung quanh mà cả lưỡn vị hoa hồng. Bày rata tỏi u, chắc anh trở thành ly mì nhì. Ngọt vương vai em, gelato mùi hương vani, hương vani. Một chút hạt tiêu, trải đều lên carbon ara, trải lên carbona giá á. Thả lưng xuống con sóng này mang ta ra xa. Mặt trăng đêm nay tựa như Big Star Diamond. Tìm em đêm nay, ta có những thứ ngày mai cần. E-king trên tay anh, Rolex, và thời gian anh dành cho em.